Elon Musk đã khai trương nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Tesla ở châu Âu, mô tả việc ra mắt cơ sở trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ ở Đức là một bước đi khác trong định hướng tương lai bền vững. Tại một sự kiện hào nhoáng ở nhà máy Giga Berlin mới hôm thứ Ba, giám đốc Tesla đã giới thiệu cho 30 khách hàng những chiếc xe Model Y chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất. Musk thậm chí đã tìm thấy một khoảnh khắc để thực hiện một số động tác khiến nhiều người nhớ đến điệu nhảy ăn mừng mà anh đã biểu diễn tại lễ khai mạc Giga Thượng Hải ở Trung Quốc vào năm 2020. Một đoạn video bên dưới được đăng bởi Tesla Mọi Thứ đã thu hút sự chú ý ngắn gọn của Musk về Berlin, đồng thời cho thấy buổi bàn giao chiếc xe đầu tiên và quang cảnh của nhà máy mới từ trong ra ngoài. Phát biểu với một số trong số 10.000 nhân viên của nhà máy sau sự kiện bàn giao Model Y, Musk cho biết thật ngạc nhiên khi thấy khách hàng hào hứng như thế nào khi nhận được xe của họ. Quay lại với các thông tin xác thực xanh của Tesla, CEO nói thêm: với mỗi chiếc xe chúng tôi sản xuất, với mỗi bộ pin chúng tôi sản xuất, chúng tôi đang làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Tesla đang đặt mục tiêu nhà máy ở Berlin mới của mình có thể sản xuất 500.000 xe mỗi năm, tương đương khoảng 9.600 xe một tuần, mặc dù trong vài tuần đầu tiên, mọi thứ dự kiến sẽ chậm hơn một chút với khoảng 1.500 xe xuất xưởng hàng tuần. Musk cho biết trong khi Giga Berlin bắt đầu với Model Y, nhà máy cũng sẽ bắt đầu sản xuất thêm các loại xe khác vào một ngày sau đó. Giga Berlin đã mở cửa chậm hơn một vài tháng so với kế hoạch sau một số gián đoạn khi các quan chức tiến hành đánh giá môi trường tại địa điểm. Bất chấp việc các nhà chức trách bật đèn xanh cho Giga Berlin để tiến hành sản xuất ô tô, một số người biểu tình bảo vệ môi trường đã được nhìn thấy bên ngoài nhà máy vào thứ Ba, tiếp tục bày tỏ lo ngại rằng cơ sở này sẽ tác động xấu đến động vật hoang dã và trữ lượng nước tại địa phương. Nhà máy mới dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu đối với các nhà máy sản xuất ô tô hiện tại của Tesla ở Mỹ và Trung Quốc, những nơi đã vận chuyển xe sang châu Âu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!